Chùa Cầu Hội An, tỉnh Quảng Nam, một trong những biểu tượng của vẻ đẹp Việt Nam. Công trình này có tuổi hơn 400 năm, chứa đựng những nét độc đáo. Đây còn là một công trình tâm linh, tín ngưỡng đặc biệt, được người dân địa phương, du khách yêu thích, một trong những biểu tượng ở Việt Nam. Hình ảnh chùa cầu cũng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chọn in trên tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng. Nó là cái công trình duy nhất của người Nhật lớn tuổi nhất còn lại trong phố, cầu hơn 400 năm tuổi. Toàn bộ cái phần bên trên, từ phần sàn cho tới phần mái là người ta đã trùng tu, đã sửa chữa nhiều lần. Nhưng mà chỉ có cái chân cầu ở dưới, cái móng cầu á, thì chưa có gia cố lần nào, vẫn nguyên từ xưa đến nay, hơn 400 năm nay. Và cái móng cầu được xây dựng từ đá vôi với lại mật của cây mía. À, ngày xưa người ta chưa có xi măng cho nên chỉ ép mía lấy mật trộn với vôi. Theo lịch sử ghi chép, chùa cầu được các thương nhân Nhật Bản góp tiền xây dựng từ thế kỷ 17. Công trình độc đáo này được xem như là một thanh kiếm đâm xuống lưng con quái vật, khiến nó không quẫy đuôi, gây ra những trận động đất. Về sau, người dân dựng thêm phần chùa. Từ đó, công trình được gọi là chùa cầu. Năm 1719, Chúa Nguyễn Phúc Chu thăm Hội An, cho đặt tên là Lai Viễn Kiều với hàm ý là cầu đón khách phương xa. Ngày nay, ngay trên cầu là một gian thờ. Người dân địa phương và du khách mỗi khi đi qua chùa cầu đều ghé vào để thắp hương cầu bình an. Nó thuộc về tâm thức của mỗi người, mà mỗi người Việt mình thường xuyên là thế. Có thể nói là có kính trên nhìn dưới là tôn trọng người trên, như thế thì khi mà vô chùa hoặc là vô đình đó thì người ta mình cũng không nhắc thờ đâu, họ rất tự giác với đề đó, văn hóa của mình rồi, cho nên họ cứ đó họ vô là họ bỏ mũ nón, thậm chí bỏ dép tự dài ra người kia, mà đây là những thằng con mà mình đôi khi họ bỏ dài bỏ dép ra mình cho thôi mong vô luôn đi, bởi vì nó hư gây phiền phức cho họ một tí, còn mũ nón là họ có bỏ rồi. Một nét độc đáo khác, phần gian chính giữa gọi là chùa, đặt tượng gỗ Bắc Đế Trấn Võ, vì thần bảo hộ xứ sở, ban niềm vui hạnh phúc cho con người, thể hiện khát vọng thiêng liêng mà con người muốn gửi gắm cùng trời đất, nhằm cầu mong mọi điều tốt đẹp. Chùa cầu được cấp bằng di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm 1990. Nhưng đó không phải là vị trí danh giá duy nhất. Lớn hơn mọi giá trị, chùa cầu đã đi vào tâm thức người Việt, là hình ảnh sống động của du lịch, điểm đến thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.